mấy bữa nay cháu hỏi cụ méo về xuống không? Xuống không hả? Ý là cậu á, là đàn ông là cụ méo về nè. Dạ. Ờ, hôm nay chào cả nhà, hôm nay là ngày 25 rồi, 25 tháng 5 2020 thì trở lại cái nhà cô Á chị của cô Dụng Cấm á. Thì cái nhà đang xây bên đây này, xây xong rồi đó. À, xây gì đâu, lập tôn hay gì á cô hả? Tôn. Dạ. À, mà cô Dụng bây giờ là cô hết giận rồi. Dạ, thôi mình đi qua thăm nhà, tại hôm nay xuống trời mưa. Bùng không hả? Không sao đâu, kệ, bùng lụi luôn. Được, này đó, có quẹo đó. Dạ. Hôm nay buổi sáng đi xuống dính trời mưa. Dạ, con đi sớm sờ nắng. Mấy bữa này nắng dữ quá. Đây, cái căn nhà xong rồi nè. À, cả nhà ơi. À, cái nhà của cô Á làm cho cô Dũng, cái số tiền mà mấy anh chị cô chú tặng cho cô Dũng. Cái căn nhà tôn rất là khang trang. Mới luôn, tôn mới luôn. Đi đường nào vô? Dạ. Đây đi qua đi vô. Ôi, căn nhà đẹp. Rồi. Vô nhà ha. Dạ, trời ơi, cô vui chưa? Vui không? Dạ, rồng á, cao ha. Trời ơi, cái gì? Cô chỉ cái gì? À, cho vô nhà, dạ nha. Cao đẹp ha, trời ơi, tráng nền, tráng đồ lên nè. Đâu à, cái này làm cái này hả? Cô nói là làm cái thép B40 mà cao thì cao đó. Cái sao quả nói bằng cái nhà này tới 4 ngày à, làm 4 ngày rồi. Dạ, làm 4 ngày có đủ tiền không? Có đủ tiền không? Đủ tiền. Cô có sao cô nói vậy? Dạ, cũng thiếu là khoảng 2 triệu. Cảm ơn mà. Cảm ơn mà thôi, để cô cho thì dạ cho ta. Dạ, cũng như 2 triệu mấy. Là tổng cộng là 2 mấy triệu cô hả? Ừ. À, là đồ ăn đồ nào ngay mình thợ thầy mà thì cô thì có sao cô cũng làm cho ông ta ăn. Dạ, đồ nào ngay làm cái này á là thiếu là khoảng 2 triệu mấy hả? À, bởi vì tôn với sắt cái này luôn là hết, là thiếu một trăm mấy nữa là 14 triệu. Dạ. Mà tiền thợ là nó ăn 3,5 triệu. Dạ. Còn đá cát một cái đổ cái nào nó dưới này là 4 khối. Dạ. 4 khối. Để khoe có khoe. Ồ, rào lại đó ha. Dạ, đẹp. Mở ra cho mát cô. Rồi, đúng rồi cô. Dạ. Không nghe. Đó. Ê, cái giường của cô Dụng nằm. Cái giường đó cô nhỏ nó đắp lại con ơi. Dạ. Rồi, được rồi, được rồi. Mừng không? Cô mừng không? Nào ngay cái bà hay mai sát mình. Dạ. Bà tặng cho cái mùng, cái mền. À vậy hả? Đồ mới hết luôn á. Mới hết luôn. Dạ. À dạ. Cô chỉ cái gì á? Chỗ cho con chó nằm. Chó ngủ rồi, tao đắp lại luôn. Dạ dạ. Cho mũi cắn. À. Thương ghê á. Có bàn ghế rồi luôn nè. Vậy cái này cũng mấy người ta bán quán mà nghỉ đó. Dạ. Người ta cho. Ê. Hôm nay vui quá trời luôn á. Nay hết đuổi vậy á. Dạ. Cô cũng làm chị mà cô cũng không có lo cho em được thì cũng nhờ con, thì con tới đây con cũng hướng dẫn thì mấy cưng ở ngoài nước ngoài mới biết rồi mới cho nó. Dạ. Được chứ nếu mà không có cưng cũng đâu có làm sao mà được. Dạ. Rồi, thì nói chung là tiền thì của mấy anh chị cô chú họ cho thì con đem xuống giúp thôi. Thì phải vậy. Dạ. Nếu mà không có con cũng làm sao mà ở ngoài người ta biết rồi mà cho ba nó bả. Dạ. Đó. Thì cái con là các cái nhà hay từ hôm nay cái ai là tới cũng nghe giấu bị tôi cũng kể vậy đó. Dạ. Tôi mới hỏi chứ mà Thảo tôi nghĩ có đem tiền xuống ở đây mà nó đuổi tôi, Thảo nó kêu tôi phải kể cho vô nhà thông rồi, cảm cho cô mà rồi, dạ người kia nói thiệt với ta nó câm điếc thiệt tình thiệt chứ gì cũng kể vậy á. Thì hôm nay là như vui
Vui. Vui từ hôm mừng tới nay vui lắm. Dạ. Ừ. Sờ sờ cũng cho mừng rồi đó chứ. Bữa đó vui mượn cái ông ở ấp xuống á. Dạ. Ông đậu tối. Ông đậu tối vậy nè. Dạ. Cái nó vô gì về con biết sao không? Dạ. Nó vô gì á, nó nói á là cụ méo là ý rằng ông là cụ méo này xuống đây nè. Dạ. Đưa đem tiền rồi nè, cho dạ. Nó chứ không phải cho gì. Dạ. Bây giờ bả không có cắt, bây giờ tả cho bả. Dạ. Cái gì nói giờ ông giờ mà cắt cái thì cắt vậy á, cắt cho. Còn bằng không á gì đi hú bả nói lên trả. Tả lại. À. Gì nói gì đi tả lại. Cái người về suy nghĩ làm sao không biết nha. Suy nghĩ làm sao cái lắc vô nữa đòi nữa. Cái nói gì không nó nói tiền không tả nó cắt cỏ gì cái tôi nói mày cắt tôi kêu ông đó xuống tối mày gì trời tối mày giái mày đi cái tôi nói giờ cắt đi tại bữa gì với nhỏ ra đo cũng thập thẩm đặng cho ông kêu ông thợ đặng đổ cọt á dạ đo nó đâu có biết cắt nhiêu dạ. Mới về đo về rồi mới về xây vô dây nó nhổ kè nhổ dây nó ruộng nó dục tên con tao ở tao mới tên đời có bà cầm thiệt chứ rồi cái cắt rồi là bộ thấy làm như thấy giọng thái vậy nha phải chỉ hoài dạ chị cô nói sao ý là nói gì dắt được luôn vậy nè à đẹp nè dạ đẹp ha đẹp nè à rồi tay dây điện cũ gì cũng bỏ luôn dạ cái người mua nội mà cái bóng với đường dây tầm 40 mét với cái bóng với này kia nọ mà gần 500 ngàn dạ dây điện đồ mới hết luôn đồ mới hết luôn dạ vì tính cũng có dám biết không dạ mà điều cái nền này mấy ổng nói giờ bà đổ đi chứ bà nếu bà không đổ khác đâu có làm được dạ bị nó thấp quá rồi đất thật thấp quá cuốn được cái nền lên cho nó đỡ mưa đỡ ướt đỡ ngập ổng, mấy ông đó mà nói vậy thôi được vì nói giờ thì làm kệ giờ tới đâu tới đây giống như cái nhà tiền chế gì ha nhà tiền chế dạ nhà tôn vậy dạ, rất là rộng rãi mà có bữa hôm là con nhớ là đưa 2 mấy triệu gì vậy? 21 triệu 10 ngàn 21 triệu mà gì bỏ thêm 2 triệu này là cả, cái nhà này 2-3 triệu cả, mà đẹp cả, rồi ha cỡ 2 triệu mấy con dạ rồi đồ ăn đồ này kia nọ gì cũng như gì tình thiệt dạ con dạ, dạ 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 gì lo tiền ăn thì uống cho thợ đúng dạ. Rồi thì kệ chị em thì lo cho nhau không có được nhiều thì có ít con thì trời ơi gì thiệt nhờ con mà thì không biết gì nào mà gì cả thì cái nhà này rồi thì con gì đâu có gặp con vợ chồng con dạ xong rồi thì con đi chỗ khác nhưng thì bởi vậy dạ à, thì gì cũng cảm ơn thôi kệ mừng cho cô Dũng dạ chứ ở trong cái này cũng như là suốt cái đời nó rồi đó dạ thì để cho cô Dũng có cái nhà che mưa che gió dạ à, cái này là đổ mấy cái cột á gì á hả đổ là mấy cột hết trơn luôn con này dạ cho nó chắc chứ còn gỗ thì nó cây đồ đôi khi cây dầu gió rồi thì sợ nó hư trời ơi gì thì con đưa nhiều đó là gì tính là về cho gối gọn luôn dạ thôi cũng mừng kỹ luôn mừng cho cô Dũng rồi cái mấy cái ổ khóa đó đi suy nghĩ đây rồi bả đi hái gạo hay gác dạ cái gì nói cái thằng mần gì nói làm sao con làm cho bả 2 cái phen dạ. Mà hôm nay qua nay ha ở nhà vậy mà ra anh tước cũng lấy cái ổ khóa mà lớn vậy rồi bóp lại rồi làm ta ai cũng cười bả ngã nghiêng nữa đây sao cái đó là chưa lại cho nó mát hay gì á cô Dũng hỏi cái này rồi nha mấy ông đó nói vậy cũng như vậy đi cho nó mát à chứ mưa xuống đất mềm nó xúc vô cho dựng dựng vô chút dạ thì xúc đất đổ lên được mấy ông ấy cũng như để cho bả xúc vô chút cũng được đó dạ nhưng mà để dây gió nó lòng cho nó cũng mát. Dạ cho gió lòng vô đó chứ không thôi tôn này mà. Mừng lắm. Mừng dữ lắm. À. Hỏi có còn dần nữa không? Có còn dần nữa không? Dì Á hỏi cô Dũng có còn giận hơn buồn nữa không? Ờ biết ấn đuổi nữa. Dạ. Bữa hôm vô là bị đuổi chứ. Nhưng mà thông cảm có sao hết, nó biết. Dạ. Người ta bị ức chế gì? Nhiều khi nó mà nó giận gì gì ha,
nó vô nó chỉ chỏ nghe tán gì nè. Dạ. Chạy thôi ngồi làm thinh đi. Chứ để nhiều khi về nó căm nó điếc thì mình có biết làm sao. Dạ. Ê, nhiều khi nó quánh con mình ở nhà ai đâu càng. Bởi rồi làm thinh, bởi nói ai cười hết trơn á. Ai kệ, giờ có cái nhà giống như là dì Á thì làm chị mà có, em có cái nhà cũng rất là mừng. Trời ơi, mừng dữ lắm con ơi. Dạ. À, ta con dì nói thiệt con nha. Bởi mấy người kia hỏi chứ ở xã giáp này cho gì. Tôi nói có sao, tôi nói vậy không có à. Cái này là cậu Thảo là ở bên trên thành phố á. Rồi tôi nói ở ngoài ba dừa nó mới chỉ vô. Rồi thấy nó khổ quá rồi trời nào ngay cậu về tản rồi cậu làm gì á tôi không có biết. Rồi nào ngay cậu xuống đây, cậu đem một số tiền xuống đây là cậu cho là đứng lên là cấp cho đó. Chứ ngoài ra ở đây là không có cho cái gì tên à. Dạ cái này cũng phải tiền của con nha. Con chỉ là giống như là đăng lên thì làm một cái cầu nối thì để mấy anh chị cô chú phương xa họ không có điều kiện họ tới đây thì con ngang đi vậy đó. Dạ. Thì nói ví dụ cũng nhờ con chứ nếu mà con không có mà hướng dẫn là sao á. Mấy cái cưng ở ngoài nước ngoài biết. Dạ thì phải con không? Thì con chuyên đăng lên vậy đó thì mọi người coi được thì thương cô Dũng thì cho cô Dũng. Vậy thì con chỉ có nhận lời con chuyện đến vậy đó. Bởi vì nhiều cái gì nói gì chứ nghĩ gì nói. Nó thiệt phải nói hồi không biết tính giả nó nơi chỗ. Sao ví dụ cũng đỡ thăm á. Mà gì đó thì con mấy đứa con vậy đó. Dạ. Mà là ở ngoài đuổi đi luôn là thiệt cái con là không tới lui không thăm không. Mà con của gì con của cô Dũng giờ lớn chưa gì? Ơi, con nhỏ con gái gã gì bánh tè con. À vậy là lớn giờ đó hả? À. Phải mấy người kia nói nhỏ đó sao mà nó ví dụ giờ nó đi đâu rồi nó về rồi nó ghé thăm mẹ nó. Đúng rồi, hỏi mẹ đâu chứ sao. Ờ, cũng thăm chút xíu rồi thôi cũng được. Dạ. Chứ đâu phải cần nó cho tiền cho bạc gì đâu. Dạ. Mà nó coi kệ con ơi. Ví dụ giờ nó biết sống ở đời nó biết mẹ nó thì nó có cái đạo đức thì sao thì nó được cái phước. Dạ. Còn nếu mà nó không nghĩ tới mẹ nó thì thôi. Con thấy đợi giờ mà thấy... cái nhà này có sờ mai muốn có nóng không gì ạ? À? Ờ, chắc cũng phải nóng này có nóng rồi con ơi mà kệ con ơi. Ờ vậy cũng quá quý rồi con ơi. Dạ. Vậy là trò hôm đó con thấy cái nhà bả không? Dạ thì con thấy rồi. Vậy là quá quý luôn. Cái này là quý vì mấy tụi nghiệp ở xóm mấy bà đồ mấy ông rồi lại thăm đồ coi nói là trời ơi. Bà ở đâu bà cũng gặp thằng Thảo này thiệt là bà cái cơm này bà cũng hơn hết sức. Tôi nói trời đất ơi thiệt cũng nhờ vợ chồng Thảo đó. Chứ nếu không có vợ chồng Thảo là cũng đâu có được cái nhà này đâu. Vì cái này là gì làm 10 ngày không? Không tới con ơi. Nhanh ha. À, nhanh. Dạ, tiền chế cho nên làm nó nhanh. Cái hồi đó gì nói con vậy đó. Dạ. Cái bữa sau cái người kêu đá cát cho nó chở tới đây luôn. Dạ. Cái người kêu cái ông thợ xây nhà này riêng. Còn cái tên bắn cái này và là game. Dạ. Đó. Hai cái đồi khác nhau. Khác nhau hết. Dạ, dạ. Cái ông nào nghe cái ông mà khoáng nền đồ này kia nọ đây nè. Là ổng làm với cái nhà nấu ăn cho bà là luôn 3 ngày. Làm nhà nấu ăn làm riêng nữa hả gì? Con bớt cái ăn giận kìa. Gì? Cô giận đi. À có cái nhà nấu ăn riêng nữa. Trời ơi giờ mới thấy. À. Đây. Có cái nhà nấu ăn riêng. Trời ơi vậy gọn gàng vậy rồi. Được rồi. Nhưng mà cái này sao cái này cũng có điều kiện mà tráng nền nè. Không. Dạ. Yeah. Ê. Dạ dạ ý là người ta cho bột ngọt bột nêm rồi đó hả khỏe kệ hết trơn. Dạ 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 rồi có cái lò mới luôn kìa cái bếp mới luôn kìa cái lò con nghiệp bà hay may bà à, bà mua bà kia bà trả lại luôn. Dạ thì, người ta cho cái gì hả? À, dạ. cho bà luôn. Dạ. Cái đó mà có mà tráng cái nền thì sạch mà hết tiền rồi. Dạ vậy thôi mừng ha mừng có dùng ha. Vậy thôi thấy hồi nãy giờ cười hoài luôn á. Thì không mà mưa cát rồi chở xuống mà đổ á. Dạ. Người mừng làm như ham. Còn hả không tưởng đâu mà cắt cái khúc y qua lần. Dạ. Bởi vừa cầm cây rồi mới vừa xây vô vậy ngày này nó cuối thì nó nhổ nó dục mẹ thôi. Tôi nói tên đời kìa tôi nói tên đời có bà Căm. Rồi mời tôi ra đây ngủ rồi nữa chứ. Dạ. Mời kêu tôi tối ra đây là ngủ. Dạ đây vui.
Ê, thôi chúc mừng cô Dũng. Gì vậy thôi, là con hôm nay con ghé con thăm gì với cô Dũng. Biết cô Dũng có cái nhà mới rồi thì con đăng lên để cho tất cả mọi người đều mừng chung vui. À, vui mừng với cô Dũng là có được cái nhà để che mưa che nắng. Dạ, thì thôi thì tụi con thì tiếp tục cái hành trình của con đi các cái địa phương khác. Dạ, thì nếu mà có duyên thì mai mốt đi làm gần đây chẳng hạn thì con tạc vô con thăm. Dạ. Bây giờ dì cũng cảm ơn, dì cũng làm chị mà dì cũng không có lo cho, dì cũng không có lo cho nó được. Thì thôi cũng nhờ vợ chồng con, thì vợ chồng con cũng hướng dẫn thì cũng như trong nước ngoài trên nước thì anh em chị em mới biết. Dạ. Thì cũng như cho được số tiền đó thì làm cho căm này cái nhà. Dạ. Thì dì cũng gửi lời là thăm mấy dây cô độ ngoại. À, mà ăn cái nào cũng đặn hết. Dạ. Có tiền còn giúp đỡ còn nhiều người hơn bà Câm nữa. Dạ dạ. Dì cũng biết gì hơn, dì cũng rất là cảm ơn. Dạ. Vậy thôi con chào dì ha. À rồi. Tại hai chồng con dì xuống là đi là cũng như sợ nắng nha. Dạ con sợ nắng, mấy bữa nắng quá. Mấy bữa này nắng quá trời nắng luôn. Dạ. Dạ, à, cô Dũng là khoe là có trồng cây phía trước này đẹp nữa. À, thôi vậy là có được cái căn nhà gì cũng rất là mừng cho cô Dũng rồi. Có cái chỗ mà che mưa che nắng. Quá vậy quá quý vậy con ơi. Dạ. Dạ. Bà này lo cái đi vậy là cho không dính đó. Dạ cho đời dính xinh đó. Quá vậy.